của em nè. Dạ, em cảm ơn anh nha. Ừ. Của em hết 200 ngàn, hai đứa. Thiệt ơi, bà đưa giùm tôi đi. Có gì vậy? Tôi muốn tôi gửi bà sau. Trời ơi, nợ hơi bị nhiều rồi đó nha. Kể ra đi xuất khẩu lao động về, bà cũng dư hơi bị nhiều rồi đó Trinh. Anh cầm ít đồng, uống nước nha. Ồ, cảm ơn em nha, thôi đi á. Này, chi tiêu như bà không thành đại gia cũng hơi phí đó nha. Đâu phải đâu, nhà khó khăn mới phải đi xa kiếm kế mưu sinh mà. Nhà tôi bố mẹ mất sớm, chỉ có ba chị em mà. Bao nhiêu tiền dành dụm á, tôi gửi về cho bà chị hai nó cắt giùm rồi. Cho nên giờ về nước cũng có cái để làm ăn nè. Tôi đeo bà đó mà. Thôi, bà về làm nghỉ ngơi đi. Hôm nào rảnh á thì đi cà phê. Tôi vào thăm bố mẹ tôi đây. Đi 3 năm liền, nhớ ông bà quá rồi. Ừ, để thôi bà đi đi. Chị Kim ai? Em nè. Ồ, Trinh. Em về thật rồi đấy hả? 3 năm trời đi bệnh viện giờ mới về thăm chị đó. Chị khỏe không chị? Mà sao tiền hàng tháng á, em gửi về cho chị đầy đủ, mà sao chị sống khổ sở như thế này? Đúng rồi, tiền hàng tháng thì em vẫn gửi cho chị đều đều. Nhưng mà em biết tính chị đó, hầu đầu còn hay quên nữa. Cho nên á, tiền của em gửi về, chị gửi cho con bé út, nó giữ dùng rồi. Một đồng của em chị không có tiêu đâu. Em không có trách chị tiêu, nhưng mà tại sao chị gửi cho bé út chị cũng không cho em biết? Thì con bé út giữ hay chị giữ nó cũng như nhau mà. Con bé út giữ cho em thì trước sau cái đồng tiền đó nó cũng của em thôi mà. Mà thôi, để chiều chị dẫn em qua nhà con bé út nha. Nhà bé út? Bố có nhà nào chị? À, hôm đợt đó nó trúng vé xổ số cho nên nó mua nhà ở trên thị á. Rồi từ đó đến giờ nó không có về ở với chị nữa. Thôi, chị đi với em đi, đi qua nhà bé út liền đi chị. Mà sao em phải hấp tấp như vậy chứ? Cứ từ từ đi. Thôi đi vào nhà cất đồ đạc đi, tắm rửa xong rồi chiều chị gọi con bé út qua đây cũng được. Nó nghe em về á, nó không có qua đâu chị. Chị đi qua nhà bé út liền với em đi. Đi. Nhưng mà sao phải đi như vậy? Đi đi chị. Nhà này nè em. Chị vào gõ cửa đi. Ủa, chị hai, chị qua sao chị không báo em trước để em đợi cửa? Mà, ủa chị ba gửi tiền về hả? Không, chuyện còn vui hơn thế nè cơ. Chị ba mày á, nó về nước rồi đó. Về rồi. Chào Út. Dạ, em chào chị ba. Chị ba về rồi, tối á em về nhà, ba chị em mình ăn cùng nhau bữa cơm. Đúng rồi đó, 3 năm rồi chị em mình không có được ăn cơm với nhau. Mà em về thắp cho ba mẹ đến nhang nữa, nghe chưa? Dạ em biết rồi, nhưng mà tối nay em lỡ có hẹn mất tiêu rồi, tại chị ba về đột xuất quá. Hay là mình hẹn bữa khác ăn cơm nha. Nhưng mà nếu em bận rồi thì thôi, để dịp khác chị ghé cũng được. Dạ chị không ghé cũng được, không sao đâu ạ. Em nói gì về Út? Thôi đi chị. Nãy giờ chị cứ suy nghĩ á, không biết hôm nay thái độ con Trang nó gì mà kỳ cục vậy ta. Mà nãy em không có hỏi tiền con Út luôn đi. Chị hai à, tiền của em á, con Trang nó lấy nó mua nhà, mua xe, ăn diện hết rồi chị. Không còn đồng nào nữa đâu. Cái gì?